Chào mừng mọi người đã quay lại với Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Những anh, những bác nào đang xem kênh của Ngọc Hảo nhưng mà mọi người chưa nhấn vào nút đăng ký thì mọi người nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông ở cạnh bên để cập nhật liên tục tình hình ở bên Ngọc Hảo cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của Ngọc Hảo luôn ha. Và hôm nay thì Hảo sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái đầu CD đến từ thương hiệu Đề Nông với model là DCD 1600NA. Thì 1600NA nó sẽ có cái âm ly nó cũng là 1600NA và cái đầu CD cũng của nó cũng là 1600NA luôn. Nên bác và anh nào mà chúng ta ở nhà đã sở hữu cái âm ly rồi mà muốn tìm kiếm cho mình một cái đầu CD để trải nghiệm, để chơi đìa thì chắc chắn nên chọn ngay cái đầu CD 1600NA này để cho nó đồng bộ và đồng thời ở bên trong. Đây là một cái model CD mà họ đã trang bị những cái công nghệ bên trong rất là cao cấp ha. Đó, mới 100% được bảo hành 12 tháng chính hãng từ nhà sản xuất và chắc chắn nó cũng giống như cái âm ly được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản, Made in Japan. Bây giờ thì Hảo, trước khi mình đi vào chi tiết thì Hảo sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người đó là cái USB và cái ổ cứng nhạc lossless chất lượng cao ở bên Ngọc Hảo. Thì về USB thì Hảo sẽ có cái dung lượng 64GB, có cái mức giá là 600.000 đồng trên 1.000 bài hát, và cái ổ cứng với dung lượng là 500GB trên 8.000 bài hát và có giá là 1,5 triệu đồng. Đó, và nhạc ở bên Ngọc Hảo chắc chắn sẽ là nhạc lossless chất lượng cao được rip từ CD gốc, nên khi mà mọi người nghe sẽ rất là chất lượng luôn. Mọi người thấy Hảo đưa một số những cái album từ cái kho nhạc của Ngọc Hảo lên trên kênh YouTube á, mặc dù khi mà đưa lên trên YouTube nó sẽ vừa truyền tải cả hình ảnh video rồi nhạc, thì chắc chắn cái nhạc của chúng ta nó chỉ còn MP3 hoặc thấp hơn thôi, nhưng mà mọi người nghe cũng đã rất là hay rồi ha. Còn khi mà mọi người mua trực tiếp về chúng ta nghe nữa thì chắc chắn chất lượng và chi tiết hay hơn rất là nhiều. Nên bác và anh nào chúng ta có nhu cầu thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo ha. Có nhu cầu về nhạc lossless á, liên hệ cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Và quay lại với cái đầu CD 1600NA, thì cái đầu CD này hôm nay Hảo sẽ giới thiệu, mọi người thấy đó, nó còn mới 100% bảo hành chính hãng 12 tháng từ nhà sản xuất. Hôm nay Hảo sẽ nói về những cái công nghệ cao cấp bên trong của cái đầu CD này mà hãng Đề Nông đưa vào thôi, chứ còn mình cũng không có khui thùng ra làm gì nữa ha. Cái này nó, cái đầu CD thì nó quá quen thuộc rồi, chúng ta chỉ nói về những cái công nghệ bên trong thôi, còn Hảo cũng không có bưng ra làm gì ha. Thì đây là một cái đầu CD á mà nó chắc chắn với mọi người là một cái đầu CD thế hệ mới của Đề Nông, và nó sẽ làm thỏa mãn được những cái người mà yêu thích Đề Nông bao năm qua, và cũng thỏa mãn cho những cái người nào mà thích trải nghiệm đó, chơi CD, chơi đĩa CD thì rất là ưng ý với cái model này. Đó, bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ được cải tiến mới với cái mạch đó là AL32 Processing Blood. Đó, nên là nó cho cái âm thanh rất là mượt mà. Cái mạch này là cái mạch mà nó, chúng ta thường hay gọi cái từ chuyên môn đó là mạch nội suy tạo sóng. Đó, thì những cái sóng khi mà nó tái tạo chắc chắn nó sẽ rất là mịn màng với cái bộ mạch cao cấp này. Từ đó thì cái tín hiệu của chúng ta nó sẽ gần y chang với cái tín hiệu gốc vậy đó. Nên âm thanh nó cho ra mượt mà, rất là chi tiết và mượt mà hơn rất là nhiều lần so với cái dòng 1500NE của Đề Nông trước đó, mượt mà hơn rất là nhiều luôn ha. Và đặc biệt đó là hãng đã sử dụng cái bộ cơ mới thuần chuẩn của Đề Nông luôn. Đó, được cái trang bị cái bộ cơ rất là cao cấp do hãng Đề Nông sản xuất nha, chứ không phải là đặt gia công ở đâu hết á, do hãng Đề Nông phát triển và sản xuất luôn, với cái bộ cơ đó là SVH, hay chúng ta còn gọi đó là suppressed vibration hybrid. Đó, nó sẽ có cái tác dụng đó là triệt khử những cái rung lắc, và với cái mạch này nó sẽ kiểm soát và chọn lọc và giải mã tín hiệu từ đĩa CD, cũng như là với những cái thiết kế hoàn toàn mới, cái đường truyền nó sẽ được thiết kế ngắn lại tối đa cùng với cái mạch điện tối giản nhằm hạn chế được cái hiện tượng dư thừa điện năng cũng như là can nhiều ở bên ngoài tác động vào đó, hoặc là trong khi mà cái quá trình hoạt động đó, nó có sinh ra nhiều thì nó sẽ triệt tiêu luôn, rất là hay luôn đó. Với cái đầu độc này thì nó độc đĩa với cái độ chính xác rất là cao nhờ cái bộ khay SVH mà hãng Đề Nông đã sản xuất ra ha. Nói chung là rất là cao cấp luôn, chất âm cho ra mượt mà,
âm thanh mượt mà hơn rất là nhiều so với cái modem 1500 trước đó. Nên bác và anh nào ở nhà chúng ta đã sở hữu một cái con âm ly mà đang tìm kiếm thì cái nên lựa chọn cái N6NE, cái đầu CD này, bởi vì cái ngoại hình nó rất là đẳng cấp, rất là đẹp luôn, và cái cấu hình bên trong cực kỳ cao cấp luôn ha. Và đặc biệt là hãng đã trang bị con chip DAC cao cấp nha. Con chip DAC cao cấp có khả năng giải mã đến 32 bit DSD 5.6 luôn. Ở trên thùng có ghi này, mọi người thấy này, 32 bit DSD 5.6, và cái này là được xuất thị trường châu Âu, điện 230V. Em mọi người thấy trên này là toàn ghi tiếng Pháp nha. Và bác và anh nào mà chúng ta muốn trải nghiệm về đĩa CD, đang tìm kiếm một cái đầu CD thì nên sắm đề 5 CD 1600NE để trải nghiệm về cái sự cao cấp, cái sự tươi mới trong cái chiếc âm ly này. Nó thuộc cái thế hệ mới nên cái chất âm nó cho ra nó rất là ngọt ngào, tái hiện rất là chi tiết luôn. Và giá ở trên thị trường đang bán với mức giá là 33 triệu đồng, nhưng hôm nay ở Ngọc Hảo chỉ còn là 27.500 luôn. Nó sẽ có hai màu, đó là màu đen và màu bạc. Bác và theo Hảo thấy thì màu nào cũng đẹp, nhưng mà tùy sở thích của mọi người thôi. Màu nào Ngọc Hảo cũng có ha, thì Hảo về đợt trước đó nha, nhưng mà hôm bữa quên quay. Đợt này quay đợt quên quay nhưng mà cũng đã có khách lấy rất là nhiều rồi. Đợt này Hảo chỉ còn hai chiếc đó là cũng hết luôn. Thì đó, mọi người thấy này, cái màu bạc của nó rất là đẹp luôn, cái màu đen cũng đẹp nữa, cũng sang trọng. Hảo thấy là màu nào cũng đẹp, giá thị trường là 33 này, bên Ngọc Hảo chỉ còn 27.500 với 100%, được bảo hành chính hãng 12 tháng từ nhà sản xuất, được sản xuất hoàn toàn tại Nhật. Bác và anh nào có nhu cầu về đĩa CD thế hệ mới cao cấp nhất thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Nên tậu em này về rất là hay luôn, và rất là đẹp, ở trưng bày thì tuyệt đẹp luôn. Và bây giờ Hảo xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.